Rồi, hôm nay Trần xin nói về các mạch khuếch đại, hàm số dùng khuếch đại thuật toán. Trước tiên, để tìm hiểu về mạch khuếch đại thuật toán thì chúng ta cần tìm hiểu về thế nào là mạch phi tuyến và mạch tuyến tính. Mạch phi tuyến là cái mạch mà trong mạch hồi tiếp các linh kiện có hàm truyền đạt phi tuyến tính. Đấy. Các mạch này thường dựa vào chức năng sau, đó là dựa vào hàm phi tuyến vô nam e, thường dựa vào sự thay đổi cực tính giữa các khối có anion, có tritium, có trong các mạch hồi tiếp, có trong trong các hàm truyền đạt tuyến tính là các mạch tuyến tính. Như vậy, điểm khác nhau giữa hai loại mạch này chính là các linh kiện có hàm truyền đạt phi tuyến tính hoặc tuyến tính. Trước để mà tìm hiểu mạch thế nào là mạch tuyến tính, để đi sâu mạch tuyến tính, mạch phi tuyến thì mình tìm hiểu trước tiên là mạch tuyến tính đã. Mạch tuyến tính bao gồm bốn mẫu mạch: mạch cộng đảo, mạch trừ, mạch tích phân và mạch vi phân. Mạch cộng đảo, đấy, đây là cái mạch cộng đảo tất cả R1, R2 và Rn, R1, R2, Rn nó được nối vào cửa đảo và nó cộng các cái này lại với nhau, cộng R1, R2 lại nhau vào cửa đảo này, và cái đầu tiếp này được nối với V lao này, và cái cửa cực dương này nó được nối với chân B này. Đấy, cho thấy đấy, R1, R2, Rn nó mất song song nhau. Mà để xác định cái công thức tính mạch cộng đảo thì trước tiên ta đi một mạch khuếch đại đại đảo. Khi mà chúng ta tìm hiểu được mạch khuếch đại đảo, chúng ta dễ dàng hiểu được mạch cộng đảo. Chúng ta có những khái niệm sau đây. Đây là cho cái mạch, đây là mạch khuếch đại đảo, gồm R1 nối vào cửa đảo nên nó gọi là khuếch đại đảo đấy. Điểm N và Rn nối với uran, dòng điện thì chạy như sau, cho khi cho cấp nguồn nó vào vào nó sẽ qua R1, qua R1 nó qua điểm N chạy qua Rn rồi tiếp đến chạy đến uran. Và ta giả sử cái chiêu dòng điện như hình vẽ, và ta cũng có một giả thuyết nữa, đó là ta gọi cửa B là cửa thuận và N là cửa đảo, B nhỏ, cho là B nhỏ đi, và N là cửa đảo, V là cửa điện thế cửa thuận, VN là cửa điện thế cửa đảo, VH là độ chênh lệch là cửa thuận cửa đảo. Trong tiếng Anh ấy, thì chữ hai VH nó là viết tắt từ H này, nó viết tắt từ hai, nghĩa là cao. Còn VN nó viết tắt của từ VL, nó viết tắt của từ lao, có nghĩa là từ lao này có nghĩa là chậm, thấp. Rồi, chúng ta vào bài giảng, chúng ta vào bài tập. Ta giả sử cái chiều dòng điện như giả thuyết, chiều dòng điện sẽ chạy từ R1, nghĩa là dòng điện sẽ chạy từ R1 tiếp đến chạy đến, để cho nhanh thì mình không làm cái ký hiệu như thế này. R1 thay thay vì ghi là thay vì mình ghi là R1 thì mình lại ghi là R1, thế cho nó nhanh. R1 đi qua điểm N, tiếp đó nó sẽ đi qua Rn, rồi đi qua UR ra đấy. Như trên hình vẽ,
Tao gọi điện thêm cửa sổ là VB, VB bằng không, tao coi thực đại thực lý tưởng. Còn tao không đại thực toán là lý tưởng, vì VH rất nhỏ nên VH bằng không. Khi VH bằng không mà VH thì bằng VB trừ VN bằng không. Do vậy VB bằng VN bằng không. Tụi tao suy ra được VB bằng VN bằng không. U1 sẽ bằng lúc bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp. URN hay chính là U của R1. U của R1 sẽ bằng U hóa học mà trừ cho U của điểm N. U điểm N mà UN chính là VN đấy. Chính VN đấy. Thôi đây mình để mình thay cái U vào cho nó dễ hiểu. Đấy các bạn xưa rồi. Nó sẽ tiếp tục bằng U vào trừ cho không với UN bằng không mà UN bằng không sẽ bằng U vào luôn. Mà cái dễ dàng nhận thấy một điều là URN sẽ bằng y rn nhân cho rn bằng y bằng cái u vào đấy. Cho nên ta suy ra được y của RN nó sẽ bằng với U vào chia cho RN. RN chính là cái này. RN mình đang nói đây chính là R1 chứ không phải là đồ chứ đây. Trong nữa mình sẽ quy ước, mình quy ước này thành vẽ. Hình vẽ R1 chính là R1. Còn R1 chính là R1 này. Rồi in hết. Chính là R1 tiếp. Đây là công thức, đây là công thức số 1. Tiếp đến ta sẽ có là U tiếp. U đầu tiếp chứ. Sẽ bằng U vào và bằng UN rồi tiếp sẽ bằng UN đây trừ cho U ra. Trừ cho U ra và nó bằng không trừ đi cho U ra bằng trừ U ra. U ra mà U đầu tiếp
Mà điền thế vào rồi biết đấy. Nó chính là bằng y rồi tiếp nhân cho rồi tiếp bằng trừ u ra chính vì vậy mà y rồi tiếp sẽ bằng u ra trừ u ra chia cho rồi tiếp theo định luật khi chốt tại một bên nào cái RN này IRN này mà chính bằng nãy mình nói rồi cái này chính là RN và cái này chính là R tiếp IRN này nó sẽ bằng IR tiếp nghĩa là nếu ta ký hiệu cái này này là một giá trị này là một và ta ký hiệu rằng cái giá trị này là hai thì một và hai nó sẽ bằng nhau trừ một và hai thì ta sẽ có là y r RN IRN sẽ bằng với IR tiếp từ đó ta có thể suy ra được nó tương đương với V in và hay là u vào đấy trên cho RN nó sẽ bằng với u ra trừ u ra trừ u vào trừ ra trên cho rồi tiếp dễ dàng ta suy ra được công thức bằng tính về u ra sẽ bằng trừ rồi tiếp chia cho RN nhân cho u vào đây là công thức chúng ta cần thấy đấy ta gọi cái này là hệ số khuếch đại và hệ số khuếch đại là K sẽ bằng với trừ rồi tiếp chia cho RN đây là khuếch đại đảo cho nên V in và V out nó sẽ ngược pha nhau chúng ta cần tìm hiểu một điều nữa là V đây là khuếch đại đảo nên V in nghĩa là cái u vào ấy
và ura được pha nhau. Từ đó chúng ta sẽ dùng để tính cái công thức mạch huyết đại cầu. Đây mạch huyết đại cầu nó ghép nhiều R với nhau. Đây là R này, R1 này, R2, R3, vân vân. Mình nói rồi, R1 chính mình. Nè, trong đây là mình ký hiệu là RN. Vì cái này mình có lại mình chưa chỉnh sửa, nên cái này là RN. Như đây là R1 nhưng mình hiểu là đây là RN. Trong bài toán phân tích ấy, cái đó chính là RN. Còn cái rồi in lớn này chính là cái rồi thiết. Chúng ta cùng quay lại để thiết lập cái công thức của mạch cộng đạo. Mạch cộng đạo đây, mạch cộng đạo còn có nhiều cái R, nhiều cái R1 là 2, vân vân, R nó nối lại nhau. Pin 1, pin 2, cho nó đóng pin chấp. Dùng cái nguyên tắc xếp chồng, vì đây là mạch tuyến tính này, nên ta dùng nguyên tắc xếp chồng để tính cái bài này. Tính cái bài này, ta xét V1 bây giờ bài nguyên lý xếp, ta dùng nguyên lý xếp chồng để tính cái bài cộng đạo công thức mạch cộng đạo được xác định bằng cách là xét V1. V1 là V vào đấy, còn bằng này mình ký hiệu là U vào đấy. Một U vào nó cũng tương tự thôi, mình ký hiệu là V đi. Rồi là mà bỏ qua cái mấy cái V kìa, cho hay thì nó cụ thể luôn mà. U vào đấy, vào chữ in ra này, in là từ tiếng Anh, vào là tiếng Việt. Thì cái ra cái nhóc nó sẽ bằng cái giá trị k, chính là cái giá trị r tiếp trên cho r và một đấy nhân cho u vào một xét V2 tiếp đến chúng ta xét V2 hay u vào 2 từ đó ta sẽ suy ra được u ra 2 nó sẽ bằng trừ của r tiếp chia cho r vào 2 nhân cho u vào 2 thì đến ta xét vân vân đến khi ta xét vn mà bỏ qua ta cũng tương tự nha, cái này tương tự. Cái này cũng tương tự. Mà bỏ qua. Bên nào thì ta xếp chồng lại kết quả
thì cái v ra, n sẽ bằng, tiếp tục bằng giá trị k hồi tiếp chia cho rn nhân cho cái v ra này. U cũng được, mà V cũng được. Đây mình thấy U vào đi. Nhân cho U ra. U vào N. Thì nó ta xếp chồng lại kết quả. Ta sẽ được V cái U mà u ra đấy, nó sẽ bằng giá trị k, k ta đã nói rồi đấy, trừ r hồi tiếp chia cho r n nhân cho V in, nhân cho U vào 1 cộng U vào 2 cộng chấm 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 cộng U vào N. Tuy nhiên công thức này có điều gì bất khả thi, vì nếu như chúng ta cộng xếp chồng, nếu bạn tính toán ấy, thì khi ta cộng lại ấy, sẽ có là cái hiệu ứng thế ra ấy, sẽ bằng hiệu ứng thế ra 1 cộng với hiệu ứng thế ra 2 cộng chấm 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 cộng đến hiệu ứng thế ra n. Thay kết quả vào ta sẽ thấy là r bằng, cho đây luôn đi, bằng sẽ bằng trừ r tiếp trên cho r1 nhân cho u vào 1 cho nó sẽ tiếp tục trừ với chứ, trừ với r hồi tiếp, bởi vì sao, bởi vì khi ta cộng vào vô trừ này, có trừ này, trừ tiếp mà để cụ thể mình cứ thêm vào vô mặt đi, trên cho r2 nhân cho u2 u vào 2 đấy, ta tiếp tục cộng tương tự như vậy còn đến trừ rồi tiếp thêm cho rn nhân cho un u vào n ở đây có một điểm bất khả thi là nếu như công thức như thế này ta xét trong trường hợp mà R1, R2, R1 này, R2, R1 này, R1 này, R2 này, R1 này nó khác nhau thì công thức nó rất là nhạt. Tuy nhiên trong trường hợp nó giống nhau thì như thế nào? Nếu R1 mà bằng R2 bằng cho nó giống giống bằng R1 thì ta sẽ suy ra được cái công thức phía dưới cùng này. Ta suy được công thức dưới cùng này. Đấy, suy được công thức ta cần tính. Đây là công thức của mặt cộng đảo. Quay trở lại bài toán, ta xem nào. Đây, công thức nó đây.
R1, RN đây. R1, R2, RN. Ở đây công thức bị sai rồi. Đây là phải là R2. Đây là RN chính là R hồi tiếp đấy. R hồi tiếp của cái R hồi tiếp đấy. Nhân cho U vào N. Đấy. Nhân cộng nhân U rồi đó. Bằng với U vào 2 này. Nay chúng ta tạm tìm hiểu cái mặt cộng đảo và làm sao mình sẽ trình bày cho các bạn mặt trừ, mặt tích phân, mặt vi phân.